Tôi giới thiệu với cả nhà, đây là tôm nữ vàng Trinh vừa mua cả nhà. Trinh có vừa mua được hai con tôm nữ vàng là xong cả nhà ơi. Đây cả nhà nhìn ngón tay cái của Trinh là biết con tôm nữ vàng nó to như nào rồi. Đấy. Nhìn cái ngón tay cái nó bé xíu à. Đây. To mà tươi lắm cả nhà, ngon lắm. Đây, cả nhà nhìn là Trinh nâng cái con tôm nữ vàng này lên. Đấy, nó to bằng bàn tay của Trinh luôn đó cả nhà. Nó to gần bằng bàn tay luôn, chiếm gần bàn tay luôn. Mà phải dài đến hai găng tay á cả nhà. Wow, nhìn ngon quá. Ngon quá chừng luôn á. Này là món tôm hấp hoặc là nướng sa tế thì ngon tuyệt cú mèo luôn cả nhà. Wow. Rất là tươi ngon nha cả nhà. Rất là tươi ngon. Dài nha cả nhà. Đây, đây là tay của Trinh nhá. Là mọi người nhìn là biết là con tôm nó to như nào nhá. Đây. Đấy. Gần bằng hai găng cả nhà. Con này thì bé hơn một chút. Nhìn rất là to luôn cả nhà đấy. Con tôm rất là ngon luôn cả nhà. Đấy. Đầu nhá. Cứng cáp. Nặng nha cả nhà. Đây là Trinh mua một hộp á, hai con này là 6 lạng này cả nhà. 6 lạng, hơn 6 lạng. Ở đây là sa tế này cả nhà. Tương ớt sa tế và dầu hào này cả nhà. Và bây giờ Trinh sẽ ướp làm món tôm nữ hoàng nướng sa tế nhé cả nhà nhá. Wow, hai con tôm nữ hoàng cả nhà. Ướp sa tế. Đây là dung dịch sa tế này, tương ớt này và dầu hào cả nhà. Wow, bây giờ Trinh xoa lên cho nó đều con tôm cả nhà. Sau đấy thì Trinh nướng. Trời ơi, ngon như thế này đã đủ nhức cái nách chưa? Ngon như này đã đủ nhức cái nách chưa? Ngon quá. Thơm mùi sa tế gì đâu ạ. Wow. Tuyệt vời. Tôm nữ hoàng nướng sa tế xong rồi đấy cả nhà ơi. Trời ơi, thơm ngon vô cùng. Trinh vừa nướng xong. Vừa bỏ lò nướng xong rồi nhỉ. Giờ thơm phương phức luôn cả nhà. Wow, thơm lắm. Wow. Muss einmal so mit der Hand, damit die sehen, wie groß sie sind. Da, aber so heiß. Stefan bảo là phải bỏ cái bàn tay ra để xem là mọi người mới nhìn. Đây, đây là ngón tay của Trinh cả nhà. Cả nhà nhìn thấy ngón tay của Trinh và cái con tôm chưa cả nhà? Wow, cái ngón tay là nhìn là biết, để bên cạnh là biết là cái con tôm nó to như nào. Ngon quá chừng. Wow, tôm nữ hoàng nướng sa tế. Wow, cả nhà nhìn con tôm này. Có rất nhiều gạch bên trong nha cả nhà. Xem thịt nào. Wow, thịt cũng ngon lắm luôn cả nhà. Nhìn cái sớ thịt nó rất là chắc luôn đấy cả nhà. Wow, to quá. To quá. Tôm khổng lồ nha cả nhà. Khổng lồ luôn. Còn bên dưới này nó còn to hơn luôn đấy cả nhà. Nóng, Stefan đang bóc cái đuôi tôm rồi nhỉ, cái đuôi tôm mọc to như vậy đó cả nhà. Đang rất là nóng luôn. Nóng quá, nóng quá. Con tôm to quá. Mấy good. Yeah, Stefan bảo ngon lắm, rất là ngon con tôm này. Wow, ngon quá.